danh đã định tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm lăng, chúng bay sẽ bị đánh tới bờ. Nước Nam của người Việt Nam, núi sông đất trời biển đảo. Không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dựng nước, biết bao dân Việt ngã xuống. Bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân. Giờ kẻ thù phương Bắc đang dẫm tâm cướp non sông này, bằng hình tướng lang vào thâm sâu của bọn giặc tàu. Ơi người Việt Nam ơi, hãy đứng lên bước theo tiếng gọi của hồn thiêng núi sông, đi bảo vệ đất mẹ Việt trời biển đảo. Không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dựng nước, biết bao dân Việt ngã xuống. Bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân.